Xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp tập 2 của bộ truyện ma kinh dị Chuyến đi chết chóc, tác giả Ricky. Để ủng hộ cho tác giả Ricky, mong rằng quý thính giả hãy truy cập vào trang Facebook của tác giả đã được quy dán link ở trong phần mô tả. Còn để ủng hộ cho Đất Đồng Radio, mong rằng quý thính giả khi nghe truyện đừng quên hãy để lại một like, một lượt đăng ký kênh và đồng thời hãy bình luận những ý kiến của mình về câu chuyện ở bên dưới video nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Mời quý thính giả cùng bước vào câu chuyện. Vậy rồi cả đám đứng dậy, giáo giác đi tìm, nhưng không thấy tăm hơi của bà lão đâu. Hỏi những người đứng xung quanh thì cũng không ai biết. Hết cách, cả nhóm cuối cùng cũng kéo nhau lên xe để tiếp tục cuộc hành trình. Ê, bà già này á, thần bí quá. Phương nói to từ ghế cuối. Thôi anh đừng có nhắc, em còn ám ảnh khuôn mặt của bà luôn đây nè. Mà thôi, thường á người ta nói có tài có tật, không nhờ bà ấy á thằng Duy giờ này chưa biết ra sao đâu. Tú nói với giọng bất an. Nếu mà có dịp gặp lại á, tao phải cảm ơn bà với hầu tạ chút lễ. May là có bà đó, bây giờ mà nghe nhắc lại á, tao còn sợ đi nè. Ê, mà báo trước để cho mày chuẩn bị tinh thần nha, cái mặt bà ghê lắm đó. Thôi cứ nhắc hoài, chắc bà cũng có nỗi khổ của mình. Chứ tao thấy phía bên mặt lành lặn, rất là đẹp lão nha. Hồi trẻ chắc bà cũng là người đẹp đó. Được chen vào cuộc nói chuyện của nhóm bạn với vẻ hiểu chuyện. Trời, mà dám nhìn kỹ luôn á hả? Ừ, thì lúc nói chuyện tao bị đứng hình, mắt cũng không thể nhìn lên được. Mà cái bà này kỳ quái ha. Hay là lúc về mình tìm bà thử coi, biết đâu lại khám phá ra được một mớ chuyện hay đó. Thôi, cái đó tính sau đi. Mà quái lạ thiệt chứ, kỳ này sao vậy ta? Hả, sao là sao? Phương hỏi giới lên. Được tụi cùi chỏ lên thành cửa sổ của xe, bàn tay xoa xoa vào trán, ra vẻ khó nghĩ, rồi trả lời. Thì mày thấy đó, cái chuyến đi này gặp cái gì đâu không à. Hết thằng Tú rồi tới thằng Duy. Tao nghĩ có lẽ trùng hợp thôi, có gì đâu. Chứ mấy lần trước tụi mình đi có bị gì đâu. Thậm chí còn chơi cầu cơ, rồi khám phá nhà quan này nọ, cũng có sao đâu. Thôi tụi bay đừng có lo. Hay là do kỳ này Được tỏ vẻ muốn nói cái gì đó, nhưng rồi lại thôi. Sao vậy được? Hay là tại Trân phải không? Không có, Trân đừng có hiểu lầm. Được không có ý đó đâu. Thôi bỏ đi, chuyến đi chơi này còn dài. Bây giờ mình lên tới trảnh chắc cũng 12 giờ đêm. Kiếm cái khách sạn nào nghỉ đi. Ngày mai rồi tính, chứ thằng Duy nó bị như vậy á, người nó còn yếu lắm. Mọi người bàn bạc một chút rồi tán thành ý kiến của Được. Chiếc xe xé toang màn đêm, tiếp tục cuộc hành trình đến Đà Lạt. Mọi người nói chuyện một hồi thì cũng im lặng nghỉ ngơi. Họ mỗi người một suy nghĩ miên man. Tất cả đều mong mau đến Đà Lạt để quên đi chặng đường dài đầy biến cố ngày hôm nay. Không ai biết nguy hiểm đang thực sự chờ đón họ. Chương 5. Biến cố. Nè, vậy thôi, tới rồi nè. Mọi người choàng tỉnh bởi tiếng gọi của Hận. Ngó mắt nhìn qua cửa sổ thì cả nhóm tỉnh hẳn ngủ. Sau một ngày dài với nhiều sự cố, cuối cùng cũng đã tới nơi được cái nơi cần tới. Bây giờ kiếm khách sạn đi. Để tao chạy một vòng thử coi. Nói rồi, Hận cho xe chạy quanh một vòng, tìm được một khách sạn tương đối ok. Xuống hỏi thì lại bị báo là hết phòng. Thế là cả nhóm lại phải lên xe, đánh quanh các con đường nhỏ đối diện Hồ Xuân Hương để tìm mướn phòng. Cái gì vậy trời, ngày gì mà đen đủ thiệt, tới khách sạn mà cũng không tìm ra được. Được bắt đầu phàn nàn sau khi ghé 4-5 cái khách sạn mà đều nhận được cái lắc đầu của nhân viên lễ tân. Nè, bây giờ tính sao đây, không lẽ cứ lòng vòng vậy hoài? Dương hỏi. Thôi thì cứ ghé chợ ăn khuya cái đi, cho hỏi người ta coi sao. Chứ bây giờ kiếm phòng khó là đúng rồi, đang mùa du lịch nữa mà. Hận lên tiếng. Vậy là cả nhóm tới chợ Đà Lạt kiếm đồ ăn khuya. Sau khi tìm được chỗ đậu xe, cả nhóm kéo nhau vào chợ. Chọn lựa một hồi cũng tìm ra được một quán bán cháo.
Cho 8 tô cháo thịt bò với 8 ly sữa nóng đi cho quán. Được lên tiếng kêu món ăn, vậy là cháo với sữa được dọn lên. Cả đám hăng hái ăn uống say mê. Sau khi ăn xong, Hận và Được lân la nói chuyện với chủ quán để hỏi thăm chỗ mướn phòng. Sau một hồi trao đổi thì cả hai quay lại với vẻ mặt hớn hở. Hận hồ hởi nói: Đi, có phòng rồi, bà chịu khó ở chật chút nha. Em mong chủ quán có nhà nghỉ, ông gọi điện thoại thì báo là còn có hai phòng đôi thôi à. Mình ở chung một bữa đi, ngày mai kiếm chỗ cắm trại. À, ok, bây giờ có chỗ là ok rồi. Rồi, đợi chút, tao đi hỏi đường rồi mình đi. Hận chạy vào hỏi thăm ông chủ quán một chút, rồi quay ra bảo với mọi người lên xe. Sau khi vòng ngược ra đường cũ và đi lòng vòng một hồi thì cũng đến được cái nhà nghỉ đó. Gọi điện thoại theo số mà ông chủ quán đã đưa. Một lúc sau, có một chị tầm 30 tuổi đi ra, vẻ mặt còn ngái ngủ, ngáp vắng ngáp dậy. À, vô đây đi, anh hai nói rồi đó, còn có hai phòng đôi thôi nha. Dạ, tụi em cũng ở có một đêm mà chị, sáng mai đi rồi. Một lúc sau, cả hai bên thỏa thuận xong giá cả. Do chỉ có hai phòng cho nên ưu tiên hai người nữ một phòng, còn cả đám sáu thằng ngủ riêng một phòng. Ngọc và Phương tỏ ý không chịu, nhưng vì còn có Trân cho nên cuối cùng cũng phải miễn cưỡng đồng ý. Giúp hai người đẹp về phòng xong rồi, cả đám kéo nhau sang phòng bên cạnh. Tú mở cửa bước vào trong và đứng hình khi nhìn thấy khung cảnh của căn phòng. Ngoài bức tường bên ngoài và cánh cửa còn mới thì bên trong phòng giống như một thế giới hoàn toàn trái ngược. Ngoài hai chiếc giường cũ kỹ, một cái tủ gỗ nhỏ không có cửa, một cái bóng đèn một thước hai, thì trong phòng hoàn toàn không có bất cứ thứ gì khác. Gối nệm thì ố vàng, nhàu nát, tường bị móc meo do ẩm thấp, thoang thoảng là mùi ẩm mốc khó chịu. Được bực mình lên tiếng: Trời đất, phòng cái gì vậy trời? Ơi, hèn gì, giờ này mà còn phòng, rồi còn nhận khách nữa chứ. Má nó, cái chỗ này mà cho ma ở nó còn chê. Bậy đi mày, bữa nay bị như vậy chưa đủ sợ hả? Tú lên tiếng cự lại Dương sau những mệt mỏi mà cả ngày hôm nay phải trải qua. Thôi, đừng có cãi nữa, ở có một đêm mà, ngày mai đi rồi, coi như mình ngủ cắm trại là được rồi mà. Ừ, thôi, thay đồ đi ngủ đi, mệt quá rồi. Ê, để tao qua có hai đứa con gái sau đã. Phương chợt lên tiếng: Ê, thôi cha, mày nhịn chút cũng được hả? Còn con Trân bên đó nữa đó, mày qua kỳ lắm, để ngày mai đi. Dương lên tiếng cắt ngang ý định của Phương. Sau một hồi tranh luận thì Phương cũng đồng ý nhắn tin cho Ngọc, chứ không qua phòng bên kia nữa. Mọi người thay phiên nhau thay đồ, vệ sinh, rồi kéo hai giường sát lại với nhau, nằm xếp lớp như cá mòi để ngủ. Do khá chật chội cho nên cuối cùng Phương và Duy lấy mền trải dưới đất để ngủ cho rộng rãi một chút. Nói chuyện phím một hồi thì cả đám cũng ngủ say sau một ngày vất vả. Chuông báo thức điện thoại vang lên, Tú là người đầu tiên tỉnh dậy. Khi gọi mọi người dậy, Tú mới phát hiện ra là Phương đã đi đâu mất rồi. À, trời ơi, cái thằng quỷ, mới sáng sớm mà đi kiếm mái rồi. Duy ngái ngủ lên tiếng: Thôi kệ đi, đánh răng rửa mặt rồi đi cà phê ăn sáng đi, xong rồi mình bàn bạc coi thống nhất sẽ kiếm chỗ nào để mà cắm trại đây. À, mày gọi kêu con Trân dậy sửa soạn luôn đi Dương. Ừ, tao nhắn tin rồi. Nửa tiếng sau thì cả nhóm cũng đã có mặt trước phòng của Trân. Trân cũng sửa soạn xong xuôi, đang đứng trước cửa chờ mọi người. Chào buổi sáng mọi người. Ủa, Ngọc đi đâu ta? Vậy là không thấy luôn á. Chào. Thôi, cả đám đi ăn sáng uống cà phê đi. Vậy còn hai đứa kia thì sao? Chắc nó bắn tẻ hay như mọi hôm rồi. Kể đi, chút ra quán á, rồi gọi điện thoại cho tụi nó. Mẹ bà làm cái gì mà cứ xà nẻo, phát mệt à. Nói rồi, cả nhóm kéo nhau đi bộ ra ngoài đường. Sau một hồi lựa chọn, cuối cùng cả đám chọn ăn mì Quảng, rồi kéo nhau lên xe chạy ra phía bờ hồ Xuân Hương uống cà phê. Cả bọn chọn một cái quán có chỗ ngồi ở trên cao, có thể phóng tầm mắt nhìn xuống phía đường bên dưới và phía lòng hồ. Sau khi gọi nước uống, cả đám bắt đầu nói chuyện phím một hồi, thì Duy chợt nhớ tới hai người Phương và Ngọc, cho nên lấy điện thoại ra gọi cho Phương. Mẹ nó, cái thằng quỷ này, sao gọi hoài bắt má vậy trời? Gọi nó đi,
kêu nó với con Ngọc qua đây. Còn không á thì cũng chuẩn bị về đến lát nữa mình trả phòng rồi đi chứ. Tú lên tiếng góp ý. Mấy cột rồi nè, mà hai đứa nó không có đứa nào bắt máy hết trơn á. Nè, bây giờ mày nhắn cho tụi nó một cái tin nhắn đi, rồi kể cha nó, mình uống cà phê xong về rồi tính. Duy soạn một tin nhắn gửi cho Phương. Sau đó cả nhóm bắt đầu bàn bạc về lịch trình của ngày hôm nay. Sau một hồi hội ý, cả nhóm quyết định liên lạc lại với Phương và Ngọc, hẹn nhau 9 giờ sáng sẽ về làm thủ tục trả phòng, rồi lái xe đi xung quanh một số điểm tham quan. Chiều tối sẽ mua thêm thức ăn, ăn uống tới khuya, sẽ bắt đầu chuyến khám phá tại ngôi nhà ma ở đèo Friend. Đây cũng là mục đích chính của cuộc đi chơi lần này. Bạn đến đây, để ý thấy sắc mặt của Tú có vẻ hơi khác, mọi người mới hỏi han. Thì Tú chỉ ậm ừ cho qua chuyện, như đang có tâm sự gì đó. Duy lên tiếng hỏi. Nè, mày sao vậy? Còn sợ hả? Ừ, tao cứ có cảm giác không hay hay sao đó. Kỳ cục thiệt. Ừ, chắc do mày suy nghĩ nhiều quá thôi. Chứ như tao nè, bị ma nhập còn chưa sợ đây. Thôi, đừng có nhắc nữa mày ơi. Hận chen ngang vào. Theo mà Trân thấy á, thì chắc chỉ là trùng hợp thôi. Chứ từ tối qua tới giờ mình có bị gì nữa đâu. Quyết định vậy đi. Thôi 8:30 rồi, mình về trả phòng đi. Vậy là cả nhóm tính tiền, rồi bắt đầu đánh xe về nhà nghỉ để trả phòng. Khi đám con trai còn đang mải mê thu dọn thì tiếng gõ cửa vang lên. Duy đứng ở gần cửa nhất cho nên bước ra mở. Là Ngọc và Trân với vẻ mặt hốt hoảng bước vào trong. Được lấy làm lạ cho nên hỏi ngay. Ủa nè, có chuyện gì vậy? Tao, tối qua tao không biết có phải bị ma giấu không nữa. Ngọc trả lời với vẻ mặt sợ hãi. Ờ, là sao? Nè, mày bình tĩnh đi, ngồi xuống đây rồi nói. Duy kéo Ngọc ngồi xuống giường, lấy một chai nước suối đưa cho cô. Uống một ngụm nước, Ngọc run run kể lại. À, tối hôm qua do đi xe mệt, tắm xong là tao với Trân tắt đèn đi ngủ liền à. Nằm xuống một chút là ngủ luôn, không có biết gì hết á. Mà trong lúc mơ mơ màng màng ngủ á, tao hình như là mơ thấy có ai đó dẫn tao đi á. Hả? Đi đâu? Mà ai? Trời ơi, mày để nó nói coi. Tao cũng không biết nữa. Lúc đó tâm trí của tao mụ mị, không biết gì hết à. Chỉ biết có một cái bóng đen đi đằng trước, rồi vẫy tay rủ tao đi. Rồi tao cứ vậy mà đi theo à. Ờ, có khi nào là thằng Phương không? Hay là nó dẫn mày đi chơi mà mày mơ ngủ cho nên không biết đó? Không phải. Nếu là ảnh á, sao tao không nhận ra được? Ủa, mà ảnh đâu rồi? Hả? Sáng giờ tụi tao tưởng nó đi với mày chứ. Vậy nó đi đâu? Nè, lấy điện thoại gọi lại nó coi. Cái thằng này hôm nay lạ ta. Hận gấp gáp lên tiếng. Ờ, để tao. Duy móc điện thoại ra rồi gọi cho Phương. Trời, khóa máy rồi, kỳ vậy. Trời, nó đi đâu vậy trời? Nè, Duy với Tú, hai đứa mày chạy ra hỏi bà Lễ Tân đi, coi qua giờ có thấy nó đâu không. Nhận lệnh, Duy và Tú tức tốc mở cửa chạy ra phía trước nhà nghỉ. Còn ở đây, Hận tiếp tục hỏi. Nè, rồi sao nữa? Mày có thấy cái gì không? Tao cứ đi theo người đó tới khi không còn biết gì nữa. Tao sợ quá. Nè, rồi mày có bị gì không? Có mất cái gì không? Kiểm tra lại coi. Không, tao kiểm tra rồi. Điện thoại với bóp á, thì lúc về phòng nó vẫn nằm dưới gối á. À, sao mà kỳ lạ vậy? Vậy rồi sao mày tỉnh lại mà đi về được? À, lúc tao bị nắng chiếu vô mặt thì tao mới tỉnh lại. Thấy mình đang nằm ở trong một bụi cây, ở con đường đất á, cách đây không có xa. Tao đi bộ ra hỏi người ta. Hên là tao nhớ tên của nhà nghỉ cho nên mới về được. Trời ơi, anh Phương đi đâu rồi? Nè nè, thôi mày đến đi. Có cái gì từ từ, để hai thằng kia quay lại coi sao đã. Đợi chừng 5 phút sau, Tú và Duy đã quay lại. Chạy vô trong phòng, Duy liền nói. Ờ, tao hỏi bà Lễ Tân á, bà nói hôm qua bà nằm đây. Ờ, không có thấy con Ngọc đi ra. Nhưng mà thằng Phương... Sao? Nó mẹ coi, nhanh lên. Thằng Phương thì khoảng 4 giờ sáng nó đi ra ngoài. Do lúc đó cửa nhà nghỉ đóng, nó nhờ mở cửa cho nên bà mới biết á. Bà còn phàn nàn nó là đi đâu giờ đó, nhưng mà nó làm ra vẻ gấp gáp lắm, không có trả lời. Bà mở cửa thì nó chạy đi mất tiêu à. Trời ơi, anh đi đâu vậy? Liệu anh có sao không? Nè, mọi người bình tĩnh đi. Nhất là mày đó Ngọc, khóc lóc cái gì? Nếu như mà theo bà Lễ Tân nói á, thì nó còn biết kêu bà mở cửa, chứng tỏ là nó còn tỉnh táo. Bây giờ chắc phải chia nhau đi tìm nó cái đã. Hận gấp gáp nói.
Ờ, tao thấy nó nói có lý đó. Thôi chia nhau đi kiếm đi. Trời ơi, sao chuyến này cứ phải đi tìm đứa này tới đứa khác vậy không biết nữa. Ra khỏi nhà nghỉ, cả nhóm chia nhau làm hai, rồi phân công ra đi tìm, dò hỏi xung quanh xem có tìm được tung tích của thằng Phương đâu không. Hẹn nhau có phát hiện gì thì gọi điện. Một nhóm gồm Dương, Duy và hai cô gái đi một hướng, nhóm còn lại đi về hướng ngược lại, cùng nhau đi hỏi thăm tin tức. Chương 6. Biến cố. Vậy là hai nhóm bắt đầu lên đường đi tìm. Nhóm Dương, Duy, Trân và Ngọc, bốn người bắt đầu đi men theo con đường lớn về phía hồ Xuân Hương, rồi bắt đầu tìm hỏi những người xung quanh. Đi lòng vòng cả một buổi, lùng sục khắp cả các hang cùng ngõ hẻm, hỏi tất cả những người gặp được, nhưng tất cả chỉ thu về con số không tròn trĩnh. Những cái lắc đầu đem đến sự tuyệt vọng cho mọi người. Nhóm 1 bắt đầu thấm mệt. Họ chọn một cái quán cà phê cốc ven đường làm chỗ nghỉ chân. Giờ tới quán, sau khi gọi cho mỗi người một chai nước, Duy lên tiếng. À, cái thằng này đi đâu vậy cả? Còn khóa máy nữa chứ. Ừ, nó có bao giờ như vậy đâu. Thiệt là không hiểu nổi mà. Ôi, mà biết tiệm đâu bây giờ. Đi hoài như vậy cũng không phải là cách. Không biết có gì. Ngọc đang cố chịu đựng nãy giờ, bây giờ nghe Duy nói như vậy đã không làm chủ được nữa, gục mặt khóc lớn. Mọi người xung quanh thấy vậy đưa ánh mắt tò mò nhìn đến. Duy và Trân thấy vậy mới cười cười giải thích. À, dạ không có, tụi em đi du lịch, bạn em bị lạc á, mà tìm hoài không có gặp. Mọi người xung quanh nghe vậy thì cũng quay qua hỏi thăm, rồi xin số điện thoại để giúp đỡ nếu như gặp được Phương. Duy và Dương nhanh nhẹn đưa hình của Phương và không quên cho số điện thoại của mọi người ở đó, nhờ mọi người để ý giúp cho. Nếu có gặp Phương thì báo giùm. Đang trao đổi số điện thoại với mọi người thì có một bà lão độ tầm 40 tuổi bước đến, đứng trước mặt của Dương cười xòa. Rồi bà hỏi, mấy cậu kiếm người hả? Người nào vậy? Dạ bạn của tụi con. Hình nè cô, cô có thấy thì chỉ giùm tụi con với. Vừa nói, Dương vừa lấy điện thoại mở hình cho người phụ nữ xem. Bà ta nhìn nhìn một hồi, thái độ tập trung dữ dội, rồi trầm ngâm. À, người này hả? Tôi nhớ không lầm á. Cô có biết á thì ráng nhớ, chỉ giúp giùm tụi con chứ cô. Dương sốt ruột. Bà nội, biết hay không á thì nói nha, đừng có làm mất thời gian của người ta. Người ta có chuyện gấp đó. Một người đàn ông đứng tuổi bước ra từ căn nhà bên đường lên tiếng. Dạ chú, sao vậy chú? Cái bà nội này là bà Tám bán vé số, chắc định mời tụi bay mua đó. Nhắm chừng bà không biết cái khỉ gì đâu. Bán thì lo bán đi, bà đặt này nọ nữa. Ê, cái ông kia, cha già vô duyên. Tôi bán vé số đó rồi sao? Tôi đi bán cho nên gặp được nhiều người. Thì định mời mua vé số, mà thấy hình quen thiệt à. Đang nhớ nè, phải từ từ chứ. Bà Tám quát lại. Dạ dạ, cô ráng nhớ rồi chỉ giùm tụi con. Còn bao nhiêu vé con mua hết cho cô. Nè, cô chừng bà lừa đó nghe. Người đàn ông lên tiếng nói khích, rồi bỏ mặc những tiếng chửi của bà Tám, đóng cửa nhà, leo lên xe chạy đi. Rối xá một hồi, bà Tám cũng bắt đầu khát nước, kéo ghế ngồi xuống. Duy thấy vậy liền kêu một chai nước cho bà, rồi lên tiếng nói. Cô ơi, mời cô uống nước. Cô ráng nhớ kỹ giùm tụi con coi gặp bạn con ở đâu đi cô. Rồi rồi, mà nhớ ra có thiệt là tụi bay mua hết vé số không? Dạ, cô còn nhiêu á, đưa đây cho con. Bà Tám kia móc ra một cọc vé số lớn, rồi ngồi đếm một hồi. Bà nói, đây nè, còn 80 vé, mua đi. Mọi người xung quanh nhìn bà lắc đầu ngao ngán. Duy nhận lấy sắp vé rồi đưa tiền cho bà Tám. Sau thêm 15 phút ngồi uống xong chai nước của Duy đưa, thì bà Tám lấy tay vỗ đùi một cái đét, quay qua. Rồi, nhớ rồi. Sao cô gặp nó ở đâu? Đường lên thiền viện Trúc Lâm đó. Hồi sáng sớm tao đi bán ở trển, gặp cái thằng này nè. Biết sao tao nhớ không? Tổ cha nó cắm đầu cắm cổ chạy đụng trúng tao, còn đứng dậy chạy luôn nữa, không nói tiếng nào. Nhắc tới bật thêm à. Như mở cờ trong bụng, Dương móc thêm một tờ 50 ngàn đưa cho bà Tám,
rồi nhanh chóng cùng ba người kia tính tiền nước, rồi chạy nhanh ra đường lớn, kêu một chiếc taxi rồi nhảy lên. Ờ, chở tụi em lên thiền viện Trúc Lâm đi anh. Xe chạy được 15 phút thì tới trạm bán vé cáp treo. Bốn người nhanh chân xếp hàng mua vé rồi leo lên cáp treo để sang thiền viện, ngồi ngắm khung cảnh thơ mộng từ trên cáp treo. Dương quay qua Trân. Đẹp hả Trân? Khung cảnh thơ mộng, đây chính là điểm nhấn của Đà Lạt trong con mắt của khách du lịch đó. Các cặp tình nhân thường chọn đi cáp treo vì sẽ có không gian riêng tư để ngắm cảnh Đà Lạt thơ mộng. Thường người ta hay chọn đây làm nơi tỏ tình lắm. Dương nói xong thì thoáng giật mình, đưa ánh mắt lên nhìn trực tiếp vào đôi mắt đang trợn lên nhìn mình. Hắn im bặt, rồi lấy hai tay lay lay hai vai Trân thật mạnh. Trân, Trân ơi, bị sao vậy? Trời ơi, không lẽ Trân, Trân có bị gì đâu. Dương sao vậy? Vậy sao tự nhiên hai mắt Trân trợn trọng lên vậy? Làm Dương tưởng Trân bị gì nữa chứ. Không, Trân chỉ bất ngờ về cách Dương thuyết trình thôi hả? Y như hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp vậy á. Trời ơi, tụi lại mày. Bây giờ mà mày còn tâm trí cô gái nữa hả? Duy thở dài rồi quay qua nhìn Ngọc, dỗ dỗ an ủi. Tao đâu có. Tao chỉ giải thích cho Trân hiểu thêm về cáp treo thôi mà. Lo việc chính đi ông nội, bây giờ mà còn lo giải thích nữa. Duy nhăn mặt ra vẻ tức giận. Có thể thằng Phương á, nó đi đâu thì sao? Chắc không có gì nguy hiểm đâu. Nghe tới đây, Ngọc chú nãy giờ đã nguôi ngoai, bây giờ lại tiếp tục nức nở khóc, khiến cho Duy và Trân phải luống cuống an ủi. Duy trong lúc an ủi cũng không quên ném ánh mắt hình viên đạn về phía Dương. Cuối cùng dỗ mãi Ngọc cũng thôi không khóc nữa, lấy tay quẹt hai hàng nước mắt. Ngọc đưa mắt nhìn về phía xa xa. Bốn người không ai nói với ai lời nào, chỉ im lặng, mỗi người đem theo một suy nghĩ của riêng mình. Cáp treo vẫn chậm chậm di chuyển. Cô ơi, cho con hỏi thăm chút, sáng giờ cô có thấy người trong hình này không cô? Lại một cái lắc đầu mang đến sự tuyệt vọng cho nhóm của ba người Được, Hận và Tú. Thôi, quan kia ngồi nghỉ chút đi. Hận lên tiếng. Vậy là cả ba kéo nhau qua một quán nước bên vỉa hè, mua vội chai nước, rồi leo lên cái ghế đá trước nhà của ai đó ngồi tạm. Khui chai nước được Tu một hơi hết veo, rồi quay qua hỏi. Bây giờ sao đây tụi bay? Đi lòng vòng muốn rụng cái chân mà chưa tìm được nó nữa. Ôi, tao tính vậy. Hồi nãy giờ mình đi cũng quá trời chỗ rồi, mà đi chung vậy thì bất tiện cái là tốn thời gian quá. Hay là chia ra đi, thằng Tú thì đi kiếm đồ công an báo là thằng Phương mất tích, rồi xin giúp đỡ đi. Tao với thằng Được chia hai ra đi tìm tiếp. Hai đứa tao vô chợ hỏi thăm thử, mày báo công an xong thì alo tụi tao. Ừ, nghe có khả thi đó, cứ vậy đi. Nói rồi, cả ba chia nhau ra, mỗi người một hướng hành động. Tú đi ra bắt xe ôm, là một bác tài khá lớn tuổi nói giọng Bắc. Bác ơi, chở con tới đồn công an đi bác. Leo lên xe đi cậu. Thế cậu bị cái gì mà phải đến công an vậy? Bị móc túi sao? Vừa chạy xe, bác xe ôm vừa hỏi. Dạ không có bác, bạn con bị lạc đó bác. Vậy đến đồn công an nhờ họ là đúng rồi. Để tôi chở cậu đi. Mà bạn cậu bị lạc ở phường nào vậy? Dạ cái này con cũng không rõ nữa, chỉ nhớ mỗi cái tên nhà nghỉ thôi à. Mà bạn con nó đi ra ngoài rồi mới mất tích, bây giờ làm sao đây bác? Vậy tôi tính vậy, đi qua bên đầu công an thành phố đi, họ tiếp nhận hết đó. Dạ vậy cũng được bác. Mà sao không bác? Gần ngày 19 Trần Phú đây thôi. Dạ bác chở con tới đó đi, chứ tên đường con còn không biết nữa mà. Nói chuyện thêm chừng 5 phút thì bác xe ôm thắng xịt ngay trước cửa một cơ quan, ân cần lại cổng liên lạc giúp cho Tú rồi mới nhận tiền ra về. Cậu có về không? Tôi đợi luôn. Dạ có, mà con sợ bác chờ lâu á. Không sao đâu, tôi đợi ngoài này nè, cậu cứ vô đi. Tú thông qua sự hướng dẫn của anh công an gác cổng vào phòng tiếp dân làm thủ tục. Tiếp hắn là một chị gái khá xinh đẹp với làn da trắng muốt, chỉ mời Tú ngồi trỏi hang làm theo thủ tục một hồi. Khi hỏi tới phần miêu tả đặc điểm của người mất tích, chị cán bộ dừng lại đôi chút, lấy cớ đi rót ly nước. Chị kêu Tú ngồi đợi ở đó, rồi đi vòng ra phía một cái phòng ở kế bên. Đợi khoảng 5 phút sau, chị ta đi trở vào cùng với một anh công an khác. Cả hai ngồi xuống, anh công an quan sát Tú một lượt rồi bắt đầu lên tiếng.
Chào anh, tôi là thiếu úy Nguyễn Văn Mạnh, còn anh là... Dạ, em tên Tú, em còn sinh viên, anh cứ kêu em bằng em là được rồi. À, chào Tú, tôi mong bạn bình tĩnh. Vì... Dạ, chuyện gì vậy anh? Vì cách đây 20 phút, chúng tôi có nhận được một cuộc điện thoại báo về một sự việc của một thanh niên có nhân dạng gần giống với bạn của cậu, chết nghi do tự tử treo cổ. Hiện tại thì đội pháp y và đội hình sự đang xuống địa bàn để hợp tác cùng với công an khu vực để điều tra đó. Bịch một tiếng, tôi tựa hẳn người ra phía sau, tay run run đưa lên dò đầu. Vậy làm sao đây anh? Tại sao nó lại tự tử chứ? Nè cậu bình tĩnh đi. Bây giờ tôi sẽ lấy xe đưa cậu xuống hiện trường để xác nhận nhân thân của người bị hại. Mong là cậu hết sức giữ bình tĩnh, phối hợp điều tra cùng với chúng tôi. Dạ, anh để em gọi cho nhóm bạn. Rồi em đi chứ anh. Giọng của Tú run run. Sau đó tôi móc điện thoại ra gọi cho Hận, nhưng chuông reo mãi mà không ai bắt máy. Tôi chuyển sang gọi cho Được rồi thông báo tin. Được tỏ ý sẽ đi tìm Hận rồi đến ngay. Tôi hỏi địa chỉ rồi thông báo cho Được, kêu Được thông báo cho nhóm bên kia rồi hẹn nhau tất cả ở đó. Anh công an lấy một chiếc xe máy rồi chở Tú đi. Ra tới cổng, Tú gọi bác xe ôm, cho thêm chút tiền cho nó bác không cần đợi nữa. Xong xuôi cậu leo lên đi cùng với anh công an. Anh công an chở Tú một mạch từ đồn ra tới hiện trường. Đây là một khu vực tương đối vắng vẻ, cây cối rậm rạp. Bên ngoài đã có các lực lượng địa phương phong tỏa, cùng với một đám đông thuộc hội hóng chuyện đang tập trung ngó nghiêng vào bên trong, miệng xì xầm bàn tán xôn xao cả một vùng. Tú ơi! Khi Tú quay lại thì đã thấy bốn người của nhóm Duy đã đứng ở đây từ lúc nào. Nhìn thấy Ngọc, Tú ra hiệu cho Duy dẫn Ngọc ra xa một chút, rồi kêu hai người còn lại đến thông báo tình hình. Hai người này nghe xong thì dường như không làm chủ được bản thân, ngồi phịch xuống đất. Tụi bay chưa biết hả? Mà sao tụi bay tới đây nhanh vậy? Tụi tao đâu có biết. Được nó chỉ nhắn tin là tìm đường tới đây. Tụi tao đi thiền viện Trúc Lâm tìm thằng Phương, rồi hỏi người ta mới biết chỗ này gần vậy. Mới tới chưa kịp hỏi ai thì thấy mày rồi. Bây giờ làm sao đây? Nói sao với con Ngọc đây? Từ từ, để tao hỏi mạnh công an đã. Tôi quay lại đi về phía anh thiếu úy, hỏi gì đó. Tụi bay đừng có giấu tao nữa, tao biết hết rồi. Tiếng Ngọc la lớn. Mọi người quay lại thì thấy Ngọc đang khóc lóc la làng, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi tay Duy để chạy về phía hiện trường. Thấy vậy Dương và Trân cũng chạy lại giúp cho Duy một tay. Lúc này anh Mạnh mới cùng Tú bước tới phía mọi người. Anh lên tiếng nói. Cô bình tĩnh đi. Chưa chắc là bạn của mấy người là nạn nhân đâu. Bây giờ thì cần một người đi theo tôi vào trong để nhận dạng. Ai đi? Cô cũng bình tĩnh giữ trật tự đi. Không thì chúng tôi buộc phải mời cô rời khỏi đây đó. Ngọc nghe vậy cũng dịu lại, nằng nặc đòi đi xem mặt, lau hai hàng nước mắt chảy dài. Ngọc thổn thức. Anh cho em vô đi. Em hứa sẽ bình tĩnh, không làm gì ảnh hưởng tới công tác điều tra đâu. Lúc này Ngọc thay đổi thái độ 100%, như trở thành một con người hoàn toàn khác, bình tĩnh đến lạnh lùng, khiến cho mọi người ở đó không khỏi kinh ngạc. Mày được không Ngọc? Được mà. Ít nhất á, tao cũng phải nhìn mặt ảnh. Tao... Bàn bạc dặn dò Ngọc thêm một chút thì cuối cùng mọi người cũng đồng ý cho Ngọc đi vào trong. Theo sau lưng anh Mạnh, Ngọc được tự cho đi vào bên trong khu vực phong tỏa, rồi mất hút sau mấy bụi cây. Đường vào trong trơn trượt cho cỏ dại mọc cao, cây cối thì mọc mất trật tự, lại cành lá tùm, khiến cho việc tiến vào rất khó khăn. Ngọc phải lấy tay tựa vào các gốc cây để men đi theo vào bên trong. Đến nơi, anh Mạnh kêu Ngọc đứng lại chờ. Sau đó anh đi vào bên trong nói gì đó với mấy nhân viên pháp y, rồi ra hiệu cho Ngọc bước vào. Cô phải hết sức bình tĩnh, không được hành động nào mất kiểm soát, nhớ chưa? Dạ. Ngọc trả lời bình thản, rồi theo sau lưng anh Mạnh tiến vào bên trong. Chính giữa khu lùm cây rộng lớn, cỏ dại đã bị đạp nằm rạp xuống, tạo thành một khu vực khá thông thoáng. Bên trên một lớp cỏ, một tấm chiếu cũ được trải ra làm nơi nằm tạm cho cái xác chết. Bên trên cái xác nằm im ỉm là một tấm vải trắng phủ từ đầu tới chân. Một số nhân viên pháp y đang nói chuyện với nhau, lâu lâu ghi chép cái gì đó. Một anh công an mặc sắc phục cầm máy chụp hình
chụp lia lịa nhiều góc độ. Ngọc lướt qua, bước tới phía cái xác đang nằm. Cô rung lên lấy tay quệt nước mắt, ngồi xuống kế bên cái xác, rồi thì thầm: Anh Phương à, sao lại ra nông nỗi này? Em đã làm gì anh buồn? Hay sao mà anh lại phải tự tử như vậy? Nói xong, Ngọc gục mặt xuống khóc. Nè cô à, cô bình tĩnh đi. Bây giờ tôi mở tấm vải ra, cô nhận dạng xem có phải là bạn của cô hay không nha. Nhớ là bình tĩnh, anh ấy dù sao cũng chết rồi, chắc chắn cũng không muốn thấy cô đau khổ vì anh ấy như vậy đâu. Một nhân viên pháp y bước tới cái bên Ngọc, rồi lên tiếng nói: Dạ, em biết rồi. Ngọc lau nước mắt. Cô chuẩn bị tinh thần chưa? Dạ rồi. Tôi báo trước là nó hơi đáng sợ đó nghe. Anh cứ mở ra đi, anh ấy là người yêu của em, dù có ra sao thì em vẫn yêu anh ấy, em cũng sợ đâu. Nói rồi, anh pháp y lấy tay nắm lấy tấm vải trắng, từ từ kéo xuống. Tim của Ngọc đập nhanh lên liên tục, mắt cứ dõi theo sát sao từng cử động của anh pháp y. Khi tấm vải trắng kéo hẳn xuống dưới, một khuôn mặt hiện ra, hai mắt mở trừng trừng như muốn lồi cả ra bên ngoài, giống như đang muốn nhìn thẳng vào người đối diện, lưỡi lè ra thật dài. Ở hai hốc mắt, mũi và khóe miệng, máu vẫn còn đọng lại một ít. Ngọc ré lên kinh hãi, rồi lăn ra xỉu tại chỗ. Chương 7 Mất tích. Ê, là tiếng cô Ngọc đó. Có cái gì rồi tụi bay ơi? Cả đám chạy lại phía lối vào hiện trường thì bị mấy anh canh gác giữ lại. Không được vào. Một anh công an đứng chắn lối đi của cả đám. Anh ơi, bạn em nó bị cái gì mà lo làng kìa. Anh cho tụi em vô coi nó cái. Nè, các anh chị bình tĩnh đi, đã có các đồng chí khác ở trong đó, sẽ không có chuyện gì đâu. Nhưng mà bạn em nó la lớn quá, tụi em sợ. Biết là như vậy, nhưng hiện trường đã được phong tỏa, đâu phải ai muốn vô là vô. Mấy người vô rồi á là làm hư hiện trường, tôi không gánh vác được, làm ơn tránh ra bên ngoài một chút đi. Trời ơi, mấy anh làm việc đừng có cứng nhắc quá được hay không? Bạn tôi mới vô á, anh cũng thấy đó, bây giờ xảy ra chuyện rồi, tôi phải vô xem chứ. Trần lên tiếng. Xin lỗi cô, nhưng mà đây là quy định, cô không hài lòng thì cứ việc khiếu nại. Bây giờ mọi người tránh xa ra một chút, đừng cản trở công tác điều tra. Anh công an nghiêm mặt. Anh Trân còn chưa kịp nói dứt câu thì phía sau lưng anh công an có hai bóng người đi ra. Vừa đi, họ vừa khiêng thêm một người nữa, cho nên động tác có hơi khó khăn một chút. Trời ơi, là con Ngọc đó, sao nó xỉu rồi? Khi anh Mạnh và một anh bên pháp y khiêng ra, cả đám chạy lại. Tú khẩn trương hỏi: Sao vậy anh Mạnh, bạn em? Cô ta có lẽ vì sốc quá cho nên ngất đi rồi. Bây giờ để cô ta lên xe cứu thương, cho nhân viên sơ cứu xem sao. Vừa nói, anh Mạnh và anh nhân viên pháp y vừa khiêng Ngọc đi về phía chiếc xe cứu thương đang nằm chờ sẵn. Khi Ngọc được cho nằm lên băng ca, các nhân viên y tế bắt đầu sơ cứu cho cô, thì Tú và Dương mới quay lại hỏi anh Mạnh. Anh Mạnh, có phải bạn em không anh? Con Ngọc nó chắc nó sốc quá khi thấy người yêu nó chết hả? Vừa nói, Tú vừa siết chặt hai bàn tay, dường như đang cố gắng kiềm nén cảm xúc. Cái này thật ra là cũng chưa có xác minh được chính xác nữa. Là sao vậy anh? Là vì mới mở được lớp khăn che mặt ra thì bà cô này xỉu rồi, chưa có kịp hỏi han được gì hết. Anh pháp y cướp lời. Hả? Tú và Dương động thanh reo lên. Tú hỏi tiếp. Vậy bây giờ làm sao đây anh Mạnh? Bây giờ chỉ còn một cách là cậu hay một bạn nào đó vào trong xác nhận lại, mà cậu chọn ai gan dạ một chút, chứ như cái cô này thì phiền phức lắm. Dạ, vậy để em. Rồi, vậy đi vô với tôi. Tú quay qua dặn Dương gọi cho Được và Hận, hối họ đến đây gấp, rồi căn dặn Trân và Duy để ý tới Ngọc. Còn mình bắt đầu đi theo anh pháp y và anh Mạnh vào bên trong hiện trường.
Đi luồn lách qua những hàng cây, Tú không khỏi suy nghĩ về những sự việc đã xảy ra. Từ khi bắt đầu chuyến đi, cậu đã có linh cảm không tốt. Điển hình nhất là lúc cậu trông thấy bà già băng qua đường. Cái cảm giác kinh hãi của giấc mơ mà Tú gặp được bây giờ thừa dịp len lỏi vào trong suy nghĩ. Rồi Duy nằm đó, khuôn mặt máu me lại hiện lên. Tú. Tiếng gọi của anh Mạnh đem Tú quay trở về với thực tại. Dạ anh. Tú đáp. Tới rồi, cậu qua bên đây, chúng ta cùng kiểm tra. Nhớ là phải bình tĩnh nghe. Dạ, anh cho em chuẩn bị tâm lý một chút nghe anh. Tú trả lời. Trong đầu của Tú bây giờ suy nghĩ, nếu còn đi chung với Được và Hận, có lẽ hai thằng đó sẽ là người đi tiên phong vô đây rồi. Tụi nó lúc nào cũng gan dạ, nhất là Được. Nó chưa bao giờ biết sợ một thứ gì, ngay cả khi thấy tai nạn giao thông, máu me be bét, có khi bể cả đầu, óc xì ra một đống, nó cũng không sợ, mà còn lại gần để xem. Tú tuy cũng ưa thích mấy trò chơi tâm linh ma quỷ, nhưng lại hơi nhát về cái vấn đề xem xác chết như vậy. Lại còn đang trong một cái tình huống oái âm, là đi xác nhận người chết kia có phải là bạn của mình hay không. Cố gắng tự cắt ngang dòng suy nghĩ, Tú thở dài một tiếng, rồi bước về phía cái xác. Nhìn sơ qua một lượt, Tú tưởng tượng ra cảnh cái xác vẫn còn đang thở. Lớp vải chỗ bụng của cái xác cứ nhấp nhô theo từng nhịp thở của chính bản thân cậu. Lấy hết can đảm, Tú tiến lại gần, quay sang anh pháp y đang ngồi đợi hắn. Tú lên tiếng. Anh mở ra đi anh, em sẵn sàng rồi. Anh pháp y lấy tay cầm một mép vải ngay vị trí phần đầu của cái xác, từ từ kéo xuống. Vẫn là khuôn mặt kinh dị lúc nãy, đang trừng trừng cặp mắt nhìn lấy Tú. Tú lấy hết can đảm nhìn qua một lượt. Sao rồi, kết quả sao? Được vừa thở hổn hển vừa hỏi Duy. Cuối cùng Được và Hận cũng đã đến, đang hỏi thăm tình hình của nhóm bạn. Thấy hai người tới, Duy và Chương kể sơ bộ lại sự việc ban nãy cho Được và Hận nghe. Đồng thời Duy cũng thông báo thêm về tình hình của Ngọc. Mấy chị y tá nói á, sẽ chở con Ngọc cho bệnh viện để truyền nước. Nó bị sốc tâm lý, chắc phải nằm viện một vài ngày đó. Bây giờ làm sao đây? Thì theo vô coi sao chứ sao. Rồi còn ở đây thì chia ra, mày với tao đi lo cho con Ngọc, còn tụi nó lại chờ kết quả. Có cái gì thì gọi điện thoại báo thôi. Cũng được đó, nhưng mà để Trân đi chung với hai người nha. Ngọc là con gái, vô bệnh viện phải thay đồ này nọ nữa thì sao. Hai người là con trai thì sao tiện được. Quên mất cái vụ này. Bàn bạc thống nhất xong, ba người leo lên xe cấp cứu đi theo Ngọc vào bệnh viện. Còn lại Được và Dương đứng chờ kết quả từ Tú. Ra làm đứa thuốc đi mày, đứng đây cũng đâu có làm được gì. Đi. Cả hai kéo nhau ra một gốc cây có bóng mát, hơi xa đám đông đang tụ tập một chút, ngồi xuống chăm thuốc hút. Được phà khói một hơi rồi lên tiếng hỏi. Mày nghĩ sao? Hả, nghĩ gì? Thì cái vụ này, trời, mà thằng Phương á, nó bị thiệt thì lớn chuyện đó. Mày biết tính ba má nó mà. Thì cũng phải đợi chứ biết sao giờ. Mà nếu là nó thiệt á thì biết làm sao. Nó tự tử mà, mình đâu có liên quan gì đâu. Mày nói hay quá. Tự nhiên đi chơi chung với nó mà nó bị như vậy, không liên quan á thì ba má nó cũng hận tụi mình suốt đời. Đang yên đang lành nè. Thôi thằng Tú ra đó kìa, lại coi sao đã. Cả hai vội tắt thuốc rồi chạy nhanh qua đám đông hiếu kỳ, tiến lại phía Tú. Nè, sao rồi mày? Trời ơi, mày nói nhanh coi, ú ớ nữa, sao rồi, có phải nó không? Được gấp gáp hỏi. Hên quá, không phải tụi bay ơi. Cả hai đang hồi hộp chờ đợi, khi nghe tin này thì nhảy cẩn lên sung sướng. Cả ba ôm chậm lấy nhau la lên trong sự chứng kiến của đám đông hiếu kỳ. Trời ơi, ba cái thằng khùng, có người chết á mà sao nó mừng vậy trời. Tiếng của ai đó rủa. Thôi bay, làm quá người ta chửi kìa, chút đi rồi. Mà nếu không phải thằng Phương ở trọng á thì mày làm cái gì lâu vậy? Nhớ mày đâu có hứng thú mấy cái vụ nhìn xác chết này. Thì anh Mạnh kêu làm đúng thủ tục, xác nhận mấy lần, nhìn kỹ nữa chứ.
Má ơi, bây giờ nhớ lại tao còn ớn á. Tối nay tao ám ảnh là cái chắc. Thôi xong việc ở đây rồi, đi vô coi con Ngọc sao đã. Anh Mạnh nói phải đủ 48 tiếng từ cái lúc mà thằng Phương nó mất tích thì bên công an họ mới chấp nhận đơn trình báo của mình. Bây giờ mình về lo cho con Ngọc đi, rồi chia ra tìm thằng Phương tiếp. Với lại phải quay về dặn nhà nghỉ là mình không có trả phòng nữa. Anh Mạnh nói anh sẽ giúp đỡ, như vậy coi như có thêm một phần hỗ trợ rồi. Đi thôi, kiếm xe về bệnh viện. Nói rồi cả ba sánh bước cùng nhau đi ra đường lớn kiếm xe. Đi được một hồi thì kiếm được một chiếc taxi. Cả ba đứa leo lên rồi chiếc xe lăn bánh. Dạ đi đâu mấy anh? Bác Tài quay qua hỏi. Chở tụi em đi bệnh viện đi anh. Được lên tiếng trả lời. Ủa mà bệnh viện nào vậy? Chết mẹ, quên. Anh cứ chờ từ từ đi, để em gọi điện thoại cho bạn em đã. Được bóc điện thoại lên gọi cho Hận. Alo, mày đang bệnh viện nào vậy? Rồi, tụi tao tới liền. Anh ơi, chở em tới bệnh viện đa khoa đi anh. Rồi ok. Xe chạy khoảng 20 phút thì cũng tới nơi. Bác Tài tỏ ý hỏi mọi người có muốn vào tận bên trong hay đậu ở bên ngoài. Thì Tú yêu cầu cho xe đổ bên ngoài cổng. Cả ba đứa tính tiền xong thì leo xuống xe. Cánh cổng to đùng xuất hiện ra trước mặt. Nó nhìn dòng chữ Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Lâm Đồng. Tú lắc đầu ngao ngán. Ai về đi chơi mà lại tới bệnh viện. Phải thiệt. Thôi vô trong đi rồi tính. Có tiếng chuông điện thoại vang lên. Được lật đật móc điện thoại trong túi ra rồi bắt máy. Phía đầu dây bên kia là giọng nói của Hận. Alo, tụi bay tới đâu rồi? Tụi tao tới cổng bệnh viện rồi nè. Mày ở chỗ nào vậy? Lên khoa hồi sức cấp cứu nhanh đi. Nhanh lên, có chuyện rồi. Sao? Con Ngọc nặng lắm hả? Nó bị làm sao? Không phải, lên nhanh đi. Thằng Duy á, nó mất tích rồi. Hả? Cúp máy, được quay qua kêu Tú và Dương nhanh chân đi tìm khoa hồi sức cấp cứu. Khi đến được nơi, thấy Hận đang đứng chờ ở bên ngoài. Cả ba chạy đến hỏi han tình hình. Nè, thằng Duy á, thằng Duy nó sao? Dương vừa thở hổn hển vừa hỏi. Nó đi đâu mất tiêu nãy giờ rồi? Tao đi tìm hoài mà không có được. Sao mẹ không gọi điện thoại cho nó đi? Được vừa nói, tay vừa móc cái điện thoại ra. Tao gọi rồi, nhưng mà nó khóa máy rồi. Trời ơi, chơi cái trò gì nữa đây? Mà không phải nó đi chung với mày với con Trăng sao? Bây giờ sao lại mất tích? Còn con Trăng đâu? Thì lúc xuống xe cấp cứu á, con Trăng đi theo y tá đưa con Ngọc vô phòng. Tao thì chạy đi làm thủ tục đăng ký. Còn thằng Duy nó cũng leo xuống. Lây quay một hồi tao với con Trăng mới phát hiện ra nó đi đâu mất tiêu rồi. Tao mới chạy làm vòng đi tìm. Tưởng là nó đi lạc á, mà tìm hoài không thấy đâu. Vậy bây giờ Trăng đâu rồi? Nó đi mua một số thứ để sử dụng rồi. Con Ngọc chắc phải nhập viện mấy ngày đó. Kìa, nó về tới kìa. Vừa nói, Hận vừa chỉ tay về phía sau lưng của Dương. Quay lại thấy Trân đang tay xách nách mang. Nào là thao chậu, bình thủy, lĩnh kỉnh các thứ. Dương lật đật chạy lại giúp đỡ. Đưa đây cho Dương, mấy cái nặng nhọc này để con trai làm. Trân đưa đồ cho Dương cầm chút, rồi lật đật chạy về phía mọi người. Nè, Dương về chưa? Chưa nữa Trân, không biết cái thằng này đi đâu nữa. Trời ơi, vậy là rắc rối nữa rồi. Sao mà rắc rối vậy? Trân đi mua đồ. Lúc quay về tới cổng bệnh viện á, thì nhìn thấy có người giống Duy lắm, cho nên dí theo gọi. Mà kêu hoài Duy không có quay lại. Càng ngày càng đi nhanh á, Trân thì xách đồ lỉnh kỉnh quá, chạy theo không có kịp. Đi tới một con hẻm á, nó quẹo vô. Khi Trân đi tới đầu hẻm thì nó mất tiêu rồi. Tìm hoài không có thấy. Hỏi mấy người đang ở đó thì họ cũng lắc đầu không có ai thấy hết á. Đợi một hồi không có được, Trân mới định quay lại báo cho mọi người nè. Mà lúc quay ra đầu hẻm á, Trân lượm được cái này nè. Trân móc trong túi ra một cọng dây đeo tay được bệnh bằng chỉ đỏ đưa cho mọi người xem. Vừa nhìn thấy sợi dây, Tú liền hoảng hốt giật mình kêu lên. Trời ơi, thôi chết rồi, sợi dây bà dạ cho nó đó. Đúng rồi, mà lúc cho bà còn nói nó sẽ cứu thằng Duy một mạng. Bây giờ không hay rồi, trời ơi, đi tìm nó nhanh lên. Nói rồi, Tú kêu mọi người chạy đi. Nhưng như nhớ ra thứ gì đó, Tú đứng lại, nói Trân ở lại với Ngọc. Còn cả đám con trai kéo nhau chạy đi tìm ở trong con hẻm mà Trân vừa chỉ. Chương 8. Manh mối. Cả đám chạy tục mạng về phía cổng bệnh viện.
rồi rẽ vào trong con hẻm mà Trân đã chỉ dẫn. Đây là một con hẻm đường đất khá rộng, bề ngang tầm khoảng 2 thước. Từ đầu nhìn vào trong sâu hun hút, không thấy được điểm cuối cùng. Hai bên là nhà cửa của người dân. Lúc cả đám chạy đến, một vài người sống xung quanh thấy một nhóm thanh niên hì hục chạy vào đầu ngõ thì cũng hiếu kỳ bước ra xem. Một ông bác chừng khoảng 50 tuổi bước ra hỏi: Gì vậy mấy chú? Hẻm này toàn là người lớn tuổi thôi, đừng có đánh lộn ở đây nghe, tôi báo công an đó. Dạ chú hiểu lầm rồi chú ơi, bạn tụi con bị lạc, có người thấy nó đi vô đây nè, cho nên tụi con chạy đi kiếm đó. Chú cho con hỏi, chú có thấy cái thằng trong hình này không chú? Vừa hỏi, tôi vừa lấy điện thoại ra mở hình chụp chung cả nhóm rồi chỉ chào Duy cho bác lớn tuổi xem. Nhiều nhiều đôi mắt nhìn một lượt, bác lớn tuổi lắc đầu rồi nói: Không, lạ quá à, chưa thấy bao giờ. Trời, lạ vậy ta, bạn tụi con á mới thấy nó đi vô đây mà. Ở trong cái xóm này đó ít khi có người lạ vô đây lắm, mà vô là tôi biết liền à, tại tôi chạy xe ôm ngồi ở đầu ngõ suốt mà. Dạ vậy thôi, cảm ơn chú, để tụi con chạy vô cuối hẻm kiếm thử. À mà khoan, cả đám đang tính đi sâu vô bên trong thì chợt nhiên dừng lại. Sao vậy chú? Cái thằng mà mấy cậu hỏi á thì không thấy, nhưng mà cái thằng có một thằng nhìn quen lắm, đưa lại hình cho tôi coi. Tôi lật đật mở lại cái điện thoại ra, đưa tấm ảnh ban nãy cho ông chú coi. Ông ta nhìn một hồi ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, lâu lâu lại lấy tay vỗ vỗ lên trán ra chịu cố nhớ lại. Bép một cái, hai bàn tay của bác xe ôm vỗ vào nhau, miệng la lên: Nhớ rồi, là cái thằng này nè. Hồi sáng nó bắt xe tôi, lúc đó tôi mới trả khách ở thiền viện Trúc Lâm đó. Cả đám đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại của Tú. Ngón tay của ông bác đang chỉ thẳng vào hình của Phương. Cả đám im lặng nhìn nhau. Được một hồi thì Hận lên tiếng: Chú chở nó đi đâu chú nhớ không chú? Chú chỉ giùm tụi con đi, nó đang bị lạc luôn đó, tụi con đang tìm nó nè. Trời ơi, cái gì mà lạc nhiều vậy? Cái thành phố Đà Lạt này nghe, nó nhỏ thì không nhỏ, nhưng mà cũng đâu có bự tới mức dễ lạc như vậy đâu trời. Bác xe ôm lên tiếng: Dạ, chuyện này khó giải thích lắm bác à. Bác có nhớ chở bạn con đi đâu không? Chỉ giùm tụi con với. Thì nhớ chứ, tôi đâu có già lẩm cẩm mà không nhớ. Bình thường á, mỗi ngày tôi chạy mấy chục cuốc mà còn nhớ hết luôn đó. Huống chi là bữa nay. Trời ơi, sáng giờ ế quá, nhớ hết chứ. Thôi trời, cầm giùm 50 ngàn đi nè ông già, ông nói nhanh giùm cái, tôi mệt không quá. Được cáo giận. Tôi không phải làm tiền đâu mà nghe. Mà cái này thấy chú em có lòng, cho nên tôi không có dám từ chối. Cảm ơn nghe. Vừa nói, ông bác xe ôm vừa nhanh tay chộp lấy tờ tiền mà được vừa đưa ra. Mệt quá, nói nhanh đi cha. Nó kêu tôi chở ra cái đèo Tran đó. Mà nghĩ cũng ngộ à, chở tới cái khúc vắng, nó lại kêu gần xe cho nó xuống, không nói không rằng, cũng không thèm lấy tiền thối luôn. Nó đi đâu tiếp vậy chú? Cái này thì sao tôi biết được chứ. Nè, giỡn trò vừa thôi nghe cha. Cái này là tôi nói thiệt đó. Thả nó giữa đường á, tôi lay quay kiếm tiền thối, thì ngước lên đã không thấy nó đâu nữa rồi. Vậy chú có nhớ cái khúc đó không? Dẫn tụi cháu tới đó được không? Cái này dẫn đi, lấy bao nhiêu tiền tụi tôi trả. Ok, đi liền hả? Mà mấy người đi bằng xe gì? Hay là tôi kêu thêm mấy chiếc nữa nghe, giá cả thường lượng sao? Khỏi, tụi tôi có xe, một lát chừng nào đi á, tụi tôi qua kiếm ông. Bây giờ còn có chút việc nữa, đưa số điện thoại của ông đây, lát tôi gọi. Tôi đâu có tiền đâu mà mua điện thoại. Mà chờ tới chừng nào? Không lẽ tôi nằm chờ tới chiều tối sao? Rồi thôi được rồi, tôi bao ông tới tối đó. Bây giờ cũng 2-3 giờ rồi cha, làm tiền vừa thôi. Ai sống mà không cần tiền chứ. 250 nghe. Nè, vừa phải thôi chứ, cái gì mắc vậy? Thì tính tiền công dẫn đi rồi. Trời ơi, mắc cái gì? Chứ không tôi không đi nữa, chạy xe ôm còn kiếm được nhiều hơn à. Thôi được rồi, đây là 250, con đưa cho chú trước 100, chừng nào mà đi tới nơi con đưa hết nha. Vậy đi, lát nữa cứ tới đây kiếm nha. Bây giờ vô nhà nằm giống chút, lâu lâu mới được nghỉ ngơi à. Rồi, vậy thôi, đi tụi bay. Đi đâu? Tú chợt lên tiếng hỏi. Thì đi dài dài vô trong kiếm thử coi có con Duy hay không. Mày không nhắc á, tao lo chuyện thằng Phương mà cũng quên mất tiêu luôn.
Thế là cả đám bàn nhau đi sâu vào bên trong con hẻm, tiếp tục tìm Duy. Con đường tương đối rộng rãi, tuy là đường đất nhưng mặt đường tương đối bằng phẳng. Hai bên đường lúc đầu thì còn có vài ba căn nhà gỗ san sát nhau, phía trước có khoảng sân nhỏ. Nhưng càng đi sâu vào bên trong, nhà cửa thưa dần, cây cối mọc tùm hai bên lối đi. Lâu lâu lại xuất hiện một căn nhà gỗ cũ kỹ, cửa đóng im lìm, làm cho người ta không khỏi trợn tóc gáy khi đi qua, dù đang là buổi trưa. Đi được khoảng một cây số, con hẻm bị cắt đứt bởi một căn nhà gỗ nằm ở cuối đường. Khoảng sân trước khá rộng, căn nhà cũ kỹ nằm sừng sững ra đó như một chốt chặn không cho ai đi qua. Phía sau lưng nhà hình như là ngõ cụt. Mẹ nó, hết đường rồi, sao bây giờ bây? Sao mà vắng que vậy ta? Thì giờ này người ta đi làm, vậy cũng hỏi nữa. Vậy giờ tính sao đây? Chắc quay về thôi, đợi coi nó có trở lại không. Nếu không có thì cứ đi kiếm thằng Phương trước đi, cho một đứa lại tìm thằng Duy. Hận lên tiếng. Vậy cũng được. Trước mắt á, bây giờ cứ kiếm thằng Phương đi. Thằng Duy á, thì chưa chắc xảy ra chuyện gì. Nếu mà thấy nó lòng vòng ở đây á, thì không phải đi lạc rồi. Cái hẻm này nằm gần bệnh viện như vậy á, sao lạc được? Có khi là đi đâu đó không chừng á. Dương lên tiếng trả lời. Nhưng mà sao tao vẫn thấy lo cho thằng Duy á? Thì chắc tại mày ám ảnh cái giấc mơ hôm qua thôi, không có gì đâu. Đi, về bệnh viện á, tìm con Trân bàn bạc lại coi sao. Cả đám quay đầu kéo nhau đi ngược về phía bệnh viện. Thì bỗng dưng Tú quay đầu lại, nhìn cái gì đó ở phía hàng rào của căn nhà cuối đường. Đây là một dãy hàng rào kẽm gai, được trồng thêm một số dây leo quấn lên trên đó. Lá cây dường như muốn phủ hết cái hàng rào. Bước lại gần phía cổng, Tú dạch dạch lá cây, rồi lôi ra một mảnh vải thun màu đỏ. Tú quay qua la to. Nè tụi bay, lại đây coi. Cái này có phải là áo của thằng Duy không? Nghe vậy, cả đám vội vàng chạy tới, nhìn chằm chằm vào miếng vải đỏ kia. Hình như đúng rồi đó. Hồi sáng tao đi chung với nó. Đúng rồi, nó mặc cái áo màu này nè. Dương lên tiếng. Vậy không lẽ nó leo vô trong này? Nè, trèo vô thử đi. Ê khoan đã, cửa có khóa trong, không chừng là có người trong nhà đó. Bây giờ kêu thử đi, chứ leo vô người ta tưởng trộm cắp cái gì đó thì phiền nữa. Được rồi, để tao. Nói rồi được bước tới phía trước cửa rào, rồi la lớn. Có ai trong nhà không? Làm ơn cho hỏi thăm chút đi. Kêu tới mấy lần không thấy ai trả lời, được bực bội kéo tay áo lên cao một chút, định bụng trèo qua hàng rào. Lúc này cánh cửa sổ bằng gỗ phía bên trong nhà đột nhiên có tiếng lách cách, rồi tiếng kẽo kẹt vang lên. Cánh cửa sổ nhỏ từ từ hé ra, được giật mình khựng lại, rồi nheo mắt nhìn về phía cái cửa. Một bóng người lờ mờ không thấy rõ gương mặt đang đứng đó, nhìn về phía bọn họ. Cố gắng tập trung ánh mắt nhìn xem người ấy là ai, nhưng không thể nào được. Được dụi dụi cặp mắt, rồi lẩm bẩm. Mẹ nó, ngược nắng không có thấy được gì hết. Cái nhà gì mà tối thui à? Ai đó? Một giọng nói thâm trầm lạnh lùng vang lên. Nghe giọng nói đó, cả đám đoán rằng đây là một ông bác lớn tuổi. Tú liền bước lên một chút, ghé mắt nhìn vào cái cổng rào. Tú lên tiếng. Dạ con chào bác. Tụi con đi tìm bạn. Bác làm ơn cho con hỏi thăm một chút được không ạ? Không biết. Nhà này ngoài tao thì không có ai cả. Cút hết đi. Rầm một tiếng, cánh cửa sổ nhỏ được đóng lại một cách cục cằn nhất có thể. Trời, má, làm sao bây giờ? Thì thôi quay ra nhà ông xe ôm vô hỏi thử đi, chứ mình làm sao xong vô được. Với lại ông xe ôm cũng ở sớm này, chắc dễ hỏi hơn tụi mình đó. Dương đáp lời. Vậy đi, đi tụi bay. Vậy là cả đám kéo nhau đi ra đầu ngõ. Vừa tới trước cửa nhà của ông bác xe ôm, được kêu lớn. Ông già ơi, ra đây nói nghe nè. Đây, đợi nãy giờ nè, bây giờ đi hả? Bác xe ôm hai tay đang khoác vội cái áo sơ mi cũ mềm, miệng ngậm điếu thuốc đang cháy dở, vừa chạy ra vừa nói. Chưa, định nhờ ông chút nè. Hả, chuyện gì nữa? Ông có quen hết người trong xóm này không? Có. Xóm này bao nhiêu người đâu mà không biết. Ai đâu? Thì cái ông ở cuối xóm đó, tụi tôi muốn hỏi thăm một chút, mà ông khó chịu quá, cho nên tới nhờ ông nè.
Ông cuối sớm hả? Ông nào ta? Nhà nào vậy? Thì cái nhà cuối hẻm đó, cái nhà bự bự nằm khúc cuối đường đó. Nghe tới đây, bác xe ôm đánh rơi cả điếu thuốc đang hút trên miệng, miệng lắp bắp. Hả? Cái gì? Đừng có giỡn nghe mày. Nhà đó làm gì có ai ở chứ? Cái gì? Là sao? Hồi nãy rõ ràng cái đám tụi tôi á, thấy có một một ông đứng ở trong cửa sổ, trả lời đàng hoàng mà. Ông có bị gì không vậy? Tự nhiên làm gì mà run như cày sấy vậy? Tụi bay mới bị cái gì đó? Cái nhà đó làm gì có ai ở? 10 năm nay á bị bỏ quan mà. Trời ơi, tụi bay gặp ma, gặp ma dữ bàn ngại rồi. Chương 9. Căn nhà cuối xóm. Nè, đừng có xạo xạo hù dọa tụi tôi nghe cha. Hù tụi bay làm cái gì? Nhà đó bỏ hoang gần chục năm nay, đâu có ai ở, mà đâu ra người ở trong đó chứ. Mà thôi đúng rồi, đúng là có ma rồi. Là sao vậy chú? Bình tĩnh kể tụi con nghe đi. Không có gì đâu chú à. Hận lên tiếng. Vô nhà đi, rồi tao kể cho mà nghe. Nói đoạn, bác xe ôm ngoắc ngoắc cả đám vô bên trong sân nhà. Khoảng sân khá rộng, được trồng nhiều loại cây. Bên hiên nhà, bác thiết kế một cái giá võng để làm nơi nghỉ lưng khi không có khách. Leo lên võng, rót một ly trà nóng, bác ra hiệu cả nhóm ngồi xuống xung quanh. Nhấp một ngụm trà, bác xe ôm bắt đầu kể. Nhà đó đó là nhà của ông Sáu Dần. Ông cỡ tuổi ba tao à. Ngày xưa làm thầy thuốc chữa bệnh ở vùng này nè. Rồi sao nữa chú? Mà cho con hỏi chú tên gì để tụi con dễ xưng hô. Tao hả? Tao tên là Hoàng. Hoàng xe ôm. Dạ rồi. Chú Hoàng kể cho tụi con nghe về ngôi nhà đi chú. Thì đó, ngày xưa ông Sáu Dần là thầy thuốc của vùng này, mát tài lắm. Ông trị bệnh cho người ta không có lấy tiền, ai cho gì ông lấy cái đó. Rồi thì ổng chết. Tới đời cô con ổng cũng làm nghề thuốc. Nhưng mà cái thằng cha này là lứa đàn anh của tao, tên là Thành. Thằng cha này từ nhỏ đã rất mực ngỗ ngược, thích cái gì làm cái đó. Học nghề y của ông già đó mà không tạo phước, chữa bệnh lấy da cắt cổ. Hồi cách đây mười mấy năm thì còn có người chữa bệnh tới lui nhà đó nhiều lắm. Ổng giàu sụ luôn. Nhưng mà tới khi bệnh viện xây lên, người ta bị bệnh thì tới bệnh viện hết, cho nên thằng cha cũng hết phép. Để coi, cách đây 10 năm thì dọn nhà đi biệt tích. Mà hồi nãy tự nhiên nghe tụi bay nói có người đàn ông đứng trong cửa sổ nhìn ra, tao lại nổi hết da gà da vịt đây nè. Ủa vậy thì có gì đâu mà sợ chú, con thấy chuyện cũng bình thường thôi mà. Cái này thì từ từ tao kể đây, chứ đâu có đơn giản như vậy. Ô lẹ đi con ông già, ông già giọng quá. Được nhăn mặt nhìn chú Hoàng. Nè thôi mày im để chú nói coi. Là như vậy. Từ sau khi mà ông Sáu Dần chết, cái ông Thành kia lên thay cha của mình làm thầy thuốc, thì mới đi lan truyền khắp nơi là cha mình thực chất là thầy bùa ngải, chữa bệnh bằng bùa ngải, chứ không phải là thầy thuốc đông y như người ta nghĩ. Rồi nói ông còn giỏi hơn cả cha ông nữa, trị bệnh trị tà đều nhận hết. Đến sau không còn làm ăn được nữa thì bỏ nhà đi, kéo cả vợ con theo. Căn nhà cũng bỏ hoang từ đó. Lúc trước có mấy thằng xì ke cũng hay leo vô để mà tìm chỗ chích, thì có mấy lần bị nhát, sợ quá xỉu luôn, cho nên trong xóm không có ai dám vô đó hết. Người ta đồn là ông Thành có nuôi ma giữ nhà. Tao cũng không biết là có thiệt hay không, nhưng mà xóm này không ai dám lén phén ở đó ban đêm hết đâu. Cả đám ngồi nghe chú Hoàng nói mà gai ốc nổi dọc sống lưng. Dương thấy chú không nói nữa thì liền lên tiếng hỏi. Nhưng mà nếu chỉ có như vậy thôi á, thì tụi con cũng đâu có thấy cái gì kinh dị lắm đâu. Mấy cái đồn đãi này ở đâu mà không có? Tụi con lúc trước cũng đi khám phá nhiều chỗ như vậy rồi, đâu có thấy gì đâu. Là như vậy.
tại có người chết ở đó nữa, cho nên căn nhà đó mới nổi tiếng như vậy đó chứ. Hả? Gì ghê vậy? Mà bị giết chết hả chú? Cách đây 3 năm, có một thằng vô gia cư chui vô đó ngủ rồi chết luôn. Mấy ngày sau người ta nghe thấy mùi hôi thối, cho nên vô kiểm tra thì thấy cái thằng này nó chết rồi. Rồi bên chính quyền xuống khám nghiệm, nói là nó chết vì đột quỵ. Nhưng mà bà con đồn á là nó bị nhát tới mức nổ tim mà chết. À, thiệt sự nha, nếu mà nhìn thấy cặp mắt của nó, chắc tụi bay cũng nghĩ như vậy thôi. Cặp mắt làm sao chú? Nó trợn tròng, cứ như bị ai đó ép tới mức không thể nào chịu nổi nữa. Tao cũng không biết diễn tả sao. Nhưng mà từ đó người ta khóa cái cửa lại hết, không ai bén mảng tới đó luôn. Cả đám nghe tới đây thì quay qua nhìn nhau, suy nghĩ một hồi, được quay qua nói: Vậy là chắc cú không có ai trong nhà đó hả? 100% luôn. Chứ ai ở đây mà không có biết chuyện này chứ, làm gì có ai dám vô đó ở. Vậy được rồi, đi tụi bay, vô kiếm coi thử có thằng gì hay không. Gì, chơi thiệt luôn hả? Mà hồi nãy thấy rõ ràng có người trả lời mà. Thì bởi vậy mới vô coi thử. Hay là thằng Duy cũng nghe người ta kể, cho nên tò mò đi vô đó rồi. Thôi vô đó đi rồi biết, chứ đoán già đoán non mất thời gian, còn phải đi tìm thằng Phương nữa kìa. Thôi đi tụi bay, còn ông có đi theo luôn không? Được nhìn chú Hoàng hỏi. Thôi tao xin, mấy cái chuyện này tao không dám đâu. Chú không cần vô trong đâu, cứ đứng ở bên ngoài canh chừng giùm cho tụi con. Để nếu có người hỏi thì chú nói giùm tụi con một tiếng chứ, không người ta lại nghĩ tụi con vô ăn cắp ăn trộm gì nữa thì phiền lắm. Chuyện này hả? Nè, con gửi chú thêm 50.000 uống nước được không? Thôi tao cũng ráng giúp tụi bay vậy. Được nhìn về phía chú Hoàng biểu môi. Thôi đi, mệt quá, nhanh đi về còn kiếm thằng Phương nữa. Vậy là cả đám kéo nhau tiến về phía căn nhà quan cuối xóm. Trên đường đi, chú Hoàng tỏ vẻ mình là thổ địa ở đây. Cứ mỗi lần đi ngang qua cái nhà nào là chú lại giới thiệu về chủ nhà, tên gì, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì cho cả đám nghe. Khi đi đến gần căn nhà quan, cách đâu khoảng chừng 10 thước, chú Hoàng đứng lại, móc bao thuốc lá ra hút, rồi nói mọi người muốn vô thì cứ vô, chú ở lại bên ngoài này chờ. Cả đám thấy vậy cũng mặc kệ, liền tiến vào bên trong ngôi nhà. Đến trước cổng rào, được một lần nữa gọi to. Nè, có ai trong nhà không? Ra cho hỏi thăm chút với. Nhưng trả lời được chỉ là một sự im ắng đến lạ kỳ. Bây giờ sao bây? Thì thôi, trèo vô thử coi, chứ biết sao giờ. Bà cẩn thận nghe, đi chung với nhau đó. Tú lên tiếng căn dặn. Nói rồi cả nhóm 4 người lần lượt leo vào bên cổng rào. Do cánh cổng không quá cao, cho nên việc leo qua nó cũng khá đơn giản. Được leo qua trước, sau đó đến Tú, Dương và Hận cũng nhảy qua. Lúc cả 4 đã nhảy vào bên trong thì bỗng từ đâu một cơn gió thoảng qua, làm cho lá khô trong sân bay lên xào xạc. Dương lấy tay chà chà vào nhau rồi lên tiếng nói. Không khí rùng rợn ghê quá ta. Ê, có khi nào lần này gặp ma thiệt không tụi bay? Cứ đi vô coi thử đi, nếu mà gặp được thì cũng như là mình khám phá ra, như mọi lần có sao đâu. Nhìn qua một vòng thì ngôi nhà này được xây theo kiểu cũ, các bức chách xung quanh cũng được làm bằng gỗ đã cũ kỹ, rong rêu nấm mốc bám đầy trên chách. Trước nhà có một cửa gỗ hai cánh lớn được đóng chặt. Bước xung quanh dòm ngó một hồi, mảnh sân khá rộng, có trồng một vài cây kiểng khá lớn, những nhánh cây xòe ra phủ bóng lên trên ngôi nhà, hòa hợp với thứ ánh sáng nhập nhòe lúc chiều tà, tạo nên một khung cảnh rợn rợn thê lương. Sau khi đi một vòng xem xét không thấy thứ gì bất thường, cả nhóm quyết định tiến vào bên trong. Bước vào tới hiên, cả nhóm đứng lại một chút. Hận khẽ gật đầu rồi bước tới, cẩn thận gõ cửa. Im lặng, không có tiếng trả lời. Nè, thử mở cửa coi. Được nói, rồi chen lên trên lấy tay tự đẩy cánh cửa ra. Ơi, khóa trái rồi sao á, để tao phá cửa. Nói rồi, được dùng dai hút một cái thật mạnh vào cửa. Tiếng cốc chàng lên, sau đó cánh cửa gỗ từ từ mở ra, mang theo cùng là tiếng kẹo kẹt của cái bản lề đã lâu không được sử dụng. Cả đám nhìn vào bên trong, một mảng tối đen như mực,
giống như đang thách thức những vị khách không mời. Không ai bảo ai, cả bốn đứa cùng nhau lấy điện thoại mở đèn flash lên, lấy ánh sáng rồi bước vào bên trong nhà. Sau lớp cửa là một cái phòng khách tương đối lớn, cũng thiết kế giống như những căn nhà khác. Chính giữa là một cái bàn hình chữ nhật bằng gỗ, cùng vài cái ghế theo bộ. Phía bên tay phải là một cái phản gỗ, một tấm khá to, làm bằng gỗ muôn đen tuyền. Chà, cái nhà này hồi xưa chắc cũng giàu đó. Nhìn bàn ghế với cái niên quăng là biết rồi. Thì nãy ông Hoàng cũng có nói mà. Nè, thử tìm xung quanh một vòng coi, coi có cái gì không. Bốn người bắt đầu quan sát khắp căn phòng một lượt, thấy cũng không có gì đặc biệt. Cả bốn đứa bắt đầu tiến vào bên trong. Đi qua một cái màn mỏng là phần lối đi xuyên ra nhà sau. Hai bên lối đi là hai căn phòng nhỏ, được dùng để làm phòng ngủ. Ngó nghiêng một hồi, cả đám lại tiếp tục đi về phía sau, hướng về một khoảng nhà rộng rãi, có kê một cái bàn tròn và một cái kệ chén dĩa. Đây chắc là nhà bếp với phòng ăn luôn đó. Nhà này bự thiệt á, có khi bự hơn nhà tao trển luôn quá. Thì nhà trên này mà, đất đai rộng rãi. Ủa mà tụi bay, không lẽ hồi nãy tụi mình gặp ma thiệt sao? Rõ ràng là bốn thằng đều nghe thấy có tiếng trả lời, rồi thấy mở cửa ra nữa mà. Mà bây giờ vô đây á, lại không thấy ai là sao? Đột nhiên, xoảng một tiếng, một tiếng động vang lên cắt ngang câu nói của Được. Cả đám giật mình liền rọi đèn về phía phát ra tiếng động. Một bóng đen nhanh như điện xẹt lao nhanh về phía lối đi lên nhà trước. Không kịp nhìn xem đó là gì, cả bốn như hiểu ý nhau, không ai nói lời nào, tức tốc đuổi theo cái bóng đen hướng về phía phòng khách. Ra tới phòng khách, mọi thứ trở lại như vậy ban đầu. Cả bốn bất ngờ với tình huống này, cho nên lóng ngóng nhìn nhau. Bây giờ làm sao? Cái gì vậy bay? Nhanh quá, có kịp thấy cái gì đâu. Ơi nè, hay là đi ra đi, tao thấy cũng không có manh mối gì đâu. Thằng Duy không thể vô đây rồi mất tiêu được, có khi nó quay trở ra rồi đó. Dương run giọng nói. Thôi đi ra, về bệnh viện bàn bạc rồi đi kiếm thằng Phương nữa. Thôi đi thôi. Còn thằng Duy nó biết mình ở bệnh viện mà, nếu mà có gì nó quay lại kiếm thôi. Hôm nay tới đây được rồi đó. Cả nhóm thống nhất với nhau rồi bắt đầu tiến ra cửa. Lúc này trên bàn thờ giữa nhà có một bóng đen mang đôi mắt màu vàng nhạt đang nhìn chằm chằm về phía bốn người. Chương 10. Hai bức ảnh. Khi mà cả bốn bước ra phía cửa, tôi quay lưng lại với tay định đóng cửa vào, thì vô tình mắt lại lia tới ngay hai cái đốm vàng nhạt đang nhìn chằm chằm vào mình. Tất cả các dây thần kinh của Tú bắt đầu căng lên. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, làm cho Tú nhất thời không làm chủ được hành vi của mình, đứng chết trân tại chỗ. Nè Tú, mày làm gì vậy? Nhanh, đi thôi. Hận cất tiếng gọi. Tụi bay, lại có cái gì đang nhìn tao kìa. Câu nói của Tú làm cho ba thằng còn lại bỗng dưng thấy chột dạ. Bất chợt một cảm giác rợn rợn lan tỏa ra cả ba. Họ đứng nhìn nhau trong 2-3 giây. Được là người đầu tiên lên tiếng. Cái gì? Đâu để tao coi. Vừa nói, hắn vừa cầm đèn flash điện thoại bước về phía Tú, đẩy Tú qua một bên. Hắn rọi đèn trực tiếp vào chỗ mà Tú đang nhìn chậm chậm vào. Khi ánh đèn flash chiếu tới gần chỗ của hai đốm vàng đang nhìn chăm chăm, thì bỗng dưng hai đốm sáng di chuyển thật nhanh lao về phía Được. Giật mình, Được dùng một tay còn lại tung một cú đấm về phía hai đốm sáng đó. Má nó, cái gì đây? Vụt lên, hai đốm sáng nhanh như chớp né cú đánh rồi lách sang một bên. Tuần đà nó lao ra phía ngoài sân rồi biến đi mất khúc, chỉ để lại dư âm là một tiếng kêu ai oán. Má nó, là con mèo làm hết hồn. Mà sao tự nhiên có mèo trong nhà vậy? Làm tao sợ muốn chết. Chắc là mèo quang á, kiếm chỗ làm ổ thôi, không có gì đâu. Hận lên tiếng trấn an. Thôi đi về đi, về bệnh viện đã, ở đây mất thời gian quá. Ê khoan đã tụi bay, vô đây coi cái này nè. Được lên tiếng gọi ba đứa kia quay trở vào trong.
cầm cái điện thoại trong tay, được kéo ánh sáng rồi vào chỗ khi nãy con mèo đang đứng. Ờ, cái gì đây? Ê, bàn thờ tụi bay ơi, nãy giờ không để ý, đi lại đây xem có gì không. Cả bốn đi lại gần chiếc bàn thờ giữa nhà. Đây là một loại bàn thờ bốn chân cao, được cẩn xà cừ, gỗ chắc cũng là loại tốt, cho nên nhìn rất chắc chắn. Tuy ngôi nhà đã bỏ hoang khá lâu, nhưng cái bàn thờ vẫn còn như mới, chỉ là có một lớp bụi khá dày bám lên trên. Lìa đèn flash khắp một lượt cái bàn thờ, cả nhóm tập trung nhìn vào đó, như đang tìm kiếm một chút phát hiện gì về cái chỗ mà con mèo mới đứng hay không. Trên bàn thờ có một cái lư hương bằng đồng đầy bụi, bên trong còn có cắm chân nhang, mạng nhện mắc dọc ngang trên đó. Nhìn vào bên trong vách, cả nhóm phát hiện ra hai khung hình được xếp kế bên nhau, nhưng bụi đã bám đầy cả mặt kính của cái khung, không nhìn được đó là hình gì. Tò mò, được bước sát lại, thổi phù lên một cái, lớp bụi mỏng bám bên ngoài bay đi, lộ ra phía trong là hai bức ảnh trắng đen. Được đưa tay cầm lấy bức hình bên phải xuống, cả nhóm lau dội lớp kính, nhìn vào trong. Đây là bức hình của một người đàn ông khá lớn tuổi, mặc bộ bà ba màu trắng, một tay chống cây gậy, tay còn lại bỏ ra phía sau lưng. Nét mặt của ông ta lộ lên một nét uy nghi, nhất là cặp chân mày tướng, nó toát lên một phong thái bề trên. Nếu như bình thường đứng đối diện với người này, chắc hẳn sẽ bị bộ dáng uy nghi này làm cho mình cảm thấy nhỏ bé hơn ông ta rất nhiều vậy. Ờ, cái này á, có lẽ là hình ông Sáu Dần gì đó. Ờ, hồi nãy chú Hoàng có nói đó. Ờ, có lý. Ngắm nghía một hồi, được để lại bức hình về vị trí cũ, sau đó tiện tay cầm lấy bức hình thứ hai lên, phủi bụi. Phía sau lớp bụi là hình của một bà lão, mặc bộ đồ thổ cẩm của người dân tộc, trên đầu đội một cái khăn màu đen. Bà lão ấy rất đẹp, chỉ với một bức ảnh trắng đen mà cũng toát lên vẻ đẹp của bà. Gương mặt phúc hậu, làn da căng mịn đầy sức sống, trên môi của bà đang ngậm một miếng trầu dai dở, miệng nở một nụ cười hiền hòa. À, thôi, không có gì, đi thôi tụi bay. Được vừa nói, vừa cầm cái khung hình lên định cất về chỗ cũ. Ê, ê, nè, khoan đã, đưa tao mượn cái hình coi. Sao mà tao thấy bà này quen quen, hình như gặp ở đâu rồi đó. Tú rung giọng nói. Được cầm khung hình đưa qua cho Tú. Tú cầm lấy khung hình, một tay dùng đèn flash điện thoại chiếu vô, nhìn chăm chăm vào trong đó. Xoảng lên một tiếng, cái khung hình rơi xuống nền nhà, vỡ tan tành thành nhiều mảnh. Được thấy vậy, cúi xuống cầm tấm hình bị văng ra, tay phủi phủi, miệng lẩm bẩm. Mẹ nó, cái thằng này có cái khung hình đó, cầm cũng không lên thân nữa, bể rồi kìa, mang tội như mày. Tụi bay không thấy gì hả? Thấy cái gì? Thì hình của một bà già chết rồi, chứ thấy gì? Cái bà này, bà này là gì? Là người quen của mày hả? Không phải, bà là cái bà mình đã gặp đó, là cái bà giúp cho thằng Duy lúc gặp ma. Trời ơi, gặp ma thiệt rồi. Hả? Cái gì? Mày có kỹ chưa? Mày có nhớ kỹ không? Sao có chuyện vậy được chứ? Hận vừa nói vừa đưa tay giật lấy tấm hình. Được nghe vậy cũng tiến sát lại, ghé đầu cho tấm hình quan sát. Ôi trời ơi, hình như đúng rồi. Mà không phải, cái bà kia bị hư một bên mặt mà. Với lại ê nè, bây giờ làm sao đây tụi bay? Được rồi, bây giờ đi ra ngoài đi rồi tính. Mình về bệnh viện bàn bạc cái đã. Tao thấy cái chuyện này có cái gì đó phức tạp quá. Hận lên tiếng. Đi, nhanh đi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ma kinh dị Chuyến đi chết chóc của tác giả Ricky. Khi nghe xong truyện đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Đất Động Radio quý thính giả nhé. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào tối mai. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.